Bạn thân mến, cuộc sống là một cuộc đua không ngừng. Nếu bạn không làm, người khác sẽ làm. Nếu bạn không nỗ lực để trưởng thành, không ai chờ đợi bạn. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một cơ hội để tiến bộ, để vươn lên. Và nếu bạn không tận dụng, bạn sẽ mãi mãi đứng lại phía sau. Cuộc sống không ưu ái bất kỳ ai. Những người thành công là những người biết nắm bắt cơ hội, biết đứng dậy và hành động khi người khác còn đang do dự. Đừng để sự lười biếng hay sự sợ hãi níu chân bạn, vì thế giới không chờ đợi. Mỗi ngày là một bước tiến, và nếu bạn không bước đi, người khác sẽ vượt qua bạn. Hãy dũng cảm, hãy hành động, và hãy không ngừng phát triển bản thân. Thời gian không dừng lại, và chỉ có bạn mới quyết định được mình sẽ tiến bao xa trong hành trình này. Không ai chờ đợi bạn, nhưng bạn có thể luôn sẵn sàng tiến về phía trước. Mỗi ngày chúng ta cố gắng một chút để chúng ta tiến về phía trước bạn nhé.